Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc cho biết, lốc xoáy đã làm ít nhất 24 căn nhà bị tốc mái, sập tường, gây bị thương cho 4 người trong một gia đình do tường sập đè vào người. Ngay sau khi lốc xoáy quét qua địa bàn, gây thiệt hại lớn về tài sản và bị thương nhiều người. Địa phương đã điều động lực lượng công an, dân quân cùng các tổ chức đoàn thể tới giúp người dân khẩn trương khắc phục sự cố. Ước tính, trận lốc xoáy chớp nhoáng càn quét qua phường Lộc Phát đã gây thiệt hại ít nhất 1,5 tỷ đồng.